Rồi, giờ này chào mấy bác nha. Cái câu mà em ức chế nhất của một con máy 311. Mà em gửi cho anh khách này. Cái câu mà em ức chế nhất là nhà tao có một con 311 đến nòng 38 ly mà sao bọn bay gửi tao con máy có chút xíu hồi siêu. Đó. Nghe nó ức chế chưa từng thấy, 311 có nghĩa là 31 cc thì 36 ly nha. Hồi giờ bên em mua bán là đàng hoàng. Thì em có một video cái hôm trước á, anh khách anh bom bên em, anh kêu là nhà tao con máy nhà tao là rõ ràng 38 ly mà bọn bay gửi tao con 311 34 ly. Thì thôi cái phần 34 36 đồ cũng em không nói, nhưng mà con này 36 ly nghe mấy bác nha. Em ức chế anh khách á là chơi cái chiêu của nó là em không thích. Đó, thật sự vậy. Và con máy này không cọc nha. Nên là em sẽ cho mọi người coi qua cái điện số điện thoại địa chỉ luôn. Đây, bom hàng. Khui luôn đi. Mấy anh này không cọc là mình cho mọi người coi số điện thoại luôn, không có gì phải ngại ngùng hết. Nó dính máy vào cái tem rồi. Bắt luôn luôn, không thấy. Rồi, nó bị khui ra nha. Đấy, anh khách, đây này, à đây này. Anh 8 Echo 311 này. Đấy. Đây cho 311 khu 1,8 này. Anh 8 bức xúc thôi rồi. Thì 1,8 thì nó có cái giá của 1,8 thôi. Thật sự tiền nào thì của nấy. Cho coi địa chỉ của cái cần luôn đi, nó rõ ràng để mọi người có cơ hội sở hữu con máy cực kỳ ngon. Em nổ lên cho mọi người kê bị mờ đúng không? Đây, kiếm cái gì lau cái chỗ đây đi cho họ coi điện thoại luôn. Anh 8 này, ấp Lục Bình này, Tân Bình này, Vĩnh Cửu này, Đồng Nai, anh này ở Đồng Nai. 0939092163 là số của anh khách này nha. Mua bán thì công nhận là bôi bác thiệt. Mẹ nhà tao có con 311 38 ly. Thì mà cái lúc mà em gọi điện này, khi bưu điện nó đến nó giao á là gọi điện không bắt máy, gọi không bắt máy đâu, chơi chiêu của nó đấy. Con là khách không cọc tin nhau, em cứ gửi đến cho anh đi, em cứ gửi đến cho anh đi, anh không bao giờ anh bom hàng em ơi, em cứ gửi máy đến cho anh đi. Đấy, chuông này, em cứ gửi máy đến cho anh đi, anh hứa là anh nhận, anh không bao giờ anh bom hàng. Biểu tượng Echo này, cần đẹp chưa, chén này đã chưa. Đây con máy nha, không bao giờ anh bom hàng em ơi, anh em cứ gửi đến đây đi, mình bán máy Echo 311 thì hồi giờ nòng 36 ly đây, mọi người coi kỹ con 311 bên em bán này, đẹp chưa bố. Đây má còn gì cui luôn, ốc này, vô lăng này, mâm điện này. Đấy, áo bô này nó hơi bị móp một chút, bên em máy rin nên là nó móp cũng để thôi. Rồi em có điện thoại nữa, chờ tí đi, chờ tí nghe mấy bác nha. Thì đây mấy bác có thể coi này, tình trạng con máy này cỡ này thì chứ cỡ nào này, bình xăng này chế ken hin nha, mức cái ăn xà beng luôn nữa, ghê thiệt. Anh khách chơi kiểu mình chưa bao giờ mình thấy khách hàng chơi cái chiều chế can hin này, nó còn vàng ươm luôn. Mọi người coi con máy này cỡ này cỡ nào, nó có bong tí trên đây thì ăn thua cái gì đấy. Đấy nha, đây nha, mã số cần nha, 793 đuôi nòng này đã chưa. Mọi người nhìn ốc này nó còn sáng choang luôn, cam kết vậy. Rồi bây giờ em sẽ cho máy rồi nổ lên cho mọi người coi để mọi người có thể mua ủng hộ một con máy 311. Thì em cũng cố gắng em bán thôi chứ cũng chẳng phải là gì, cũng đâu phải là một con máy người ta bán nó đàng hoàng, mà mấy khách này chỉ nói đúng một câu một. Mấy nhà tao có một con 311 38 ly, mày bán con máy có chút xíu siêu, mày con máy to bùng dày mà kêu xíu siêu. Đó. Thấy chưa?
siêu siêu có 34 ly. Mà thà nhanh đo thì em nói chưa gì hết anh. Gọi điện không bắt máy, chơi chiêu của nó. Gọi điện không bắt máy, đến khi anh gom xong siêu hết rồi. Bắt đầu anh kêu nhạt, anh chỉ điện lại cho mình, anh kêu nhạt tao à, mình điện cho anh, mình kêu sao anh không nhận hàng. Thì anh chỉ nói đúng câu, nhà ta có con 311, 38 ly. Anh chỉ nói đúng câu, nó chế ghê à. Mày bán hàng, tao bệnh. Mẹ nó, người ta đã không đòi cọc, người ta gửi tận nhà cho mình chơi chiêu kiểu ức chế thôi rồi. Nên là thành ra nhiều khi mua bán nó bức xúc lắm. Bức xúc cực kỳ luôn. Tay lái này. Tôi nhìn cho anh con máy ngon. Rinh đét đẹp từ A đến Z, mọi người nhìn cần kìa. Tay lái kìa. Đấy, nhìn kìa, từ đầu kia. Nhìn đẹp ghê không? Quá tuyệt vời luôn mà anh khách chơi chiêu kiểu chơi. Chơi cái kiểu mà mình không tưởng tượng được anh khách này anh chơi cái kiểu. Đây nha, đổ xăng vô nha. Máy này cực ngon luôn á. Trong cái đống máy Echo em đã bán giá đến cỡ này là em tuyển ra những cái con nó rất là chất lượng. Giá là 1.800.000 một con là bên em lựa ra cái con cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây. Anh này có coi máy đâu hoàng. Anh kêu chạy xăng thế chạy đâu. Đó, em đổ vô vẫn bình thường. Đó, rồi bây giờ em bấm này. Bấm xuống này. Đó rồi chạy. Chứng tỏ xăng có xuống. Rồi bây giờ khởi động cho mọi người coi luôn. Anh này ở Đồng Nai nha, anh 8. À, bụi bắt kìa không. Đây, đóng le. Thì nhiều con là khởi động mà nổ liền à. Còn nhiều khi nha, nó không nổ thì em phải lau lại buri. Có gì ngại á. À, đổ nổ luôn. Rồi, mở le ra. Đó, mọi người thấy cái máy nổ luôn thấy không? Đây mọi người nghe con máy nó nổ luôn nha, ghê chưa? Phê thổ đổ xăng nổ luôn đó. Chà nặng căng theo dịch ngược tay này. Mọi người nghe tiếng hơi nha. Thấy không? Nè nghe hơi này. Tại sao mà em nói tiền nào của nấy? Thấy không? Thấy không? Muốn nổ. Hiếm con mà gửi tới gửi lui này, hiếm con mà đổ xăng vô nổ lắm. Thường là phải rửa lại buri, lau lại cho sạch sẽ. Đấy, nổ luôn. Yeah.